Chiều nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương 71 tập thể cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tiêu biểu năm 2023. Số cá nhân và tập thể được khen tăng 39,2% so với năm 2022. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, tham dự và trao bằng khen cho các tập thể cá nhân. Trên cơ sở dữ liệu kê khai nộp thuế, thành phố Cần Thơ có hơn 12.500 doanh nghiệp. Năm 2023, toàn ngành thu được 10.843 tỷ đồng, đạt 100,76% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố, Chính phủ giao. Những cá nhân tập thể được tuyên dương lần này đã đáp ứng các tiêu chuẩn, hình thức khen theo quy định và lựa chọn người nộp thuế tiêu biểu như chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ, nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời hạn quy định, có số nộp lớn vào ngân sách nhà nước và tăng trưởng từ 10% so với năm trước. Trong 71 cá nhân và tập thể được tuyên dương, có 6 người nộp thuế được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và 65 trường hợp được tặng giấy khen của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.